Các bạn đã đến với kênh của mình. Buổi tối các bạn có thể dùng một ly trà này, các bạn uống sẽ bổ ngang nhân sâm các bạn ạ, mà giúp chúng ta ngủ ngon, đó là trà quý nhá, mật ong. Loại trà này thì giúp cho những ai đang bị mất ngủ sẽ có một giấc ngủ sâu ngon và làm cho chúng ta có cảm giác thư giãn và rất là tốt đối với sức khỏe. Và mình mời các bạn cùng vào bếp để làm loại trà này với mình ạ. Các bạn biết rằng quý là một loại gia vị rất là hay nấu trong những món ăn của người Việt chúng ta nhé. Không những là trong món ăn để cho món ăn thơm ngon mà trong đông y cũng sử dụng rất nhiều quý được làm trong những bài thuốc chữa bệnh ở trong đông y các bạn nhé. Nhưng hôm nay thì mình xin chia sẻ với các bạn nước trà quý vừa thơm ngon lại cho bạn một giấc ngủ ngon sâu giấc trọn vẹn nhé. Đặc biệt là quý còn có khả năng kháng viêm, kháng khuẩn rất là tốt, cho nên chúng ta có thể sử dụng nó. Chính vì vậy, vào buổi tối trước khi đi ngủ, bạn nên có một cốc trà quý mật ong sẽ vô cùng là tuyệt vời với sức khỏe của bạn ạ, nhất là ở lứa tuổi trung niên. Ông bà chúng ta hay bố mẹ chúng ta tình trạng mất ngủ càng ngày càng diễn biến rất là nhiều và tồi tệ hơn các bạn nhé. Các bạn biết rằng trong quý nó có chứa rất nhiều vitamin như vitamin C, vitamin D, vitamin B6, vitamin B12 nhé, và khoáng chất như là canxi, sắt, magie, natri, kali ạ. Từ đó sẽ giúp cho cơ thể của bạn tăng cường được hệ miễn dịch và được thư giãn một cách rất là thoải mái ạ. Một cốc trà quế kết hợp với một ít mật ong các bạn nhé. Mật ong thì chúng ta nên dùng mật ong nguyên chất thì sẽ giúp cho bạn có một giấc ngủ tuyệt vời ạ. Không những ngủ ngon mà chúng ta có thể giúp làm giảm mỡ bụng nhé, không gây tăng cân mà còn giúp mà được một cái thể trạng khỏe mạnh hơn khi giấc ngủ của chúng ta được thực hiện một cách tốt ạ. Đặc biệt những đêm vào mùa đông hay mùa thu khi thời tiết se lạnh nhé, thì một cốc trà quý sẽ giúp cơ thể bạn giữ được ấm tốt hơn ạ. Đồng thời trong việc này cũng khiến bạn khỏe mạnh hơn nhé, không cần tốn thời gian để sưởi ấm cơ thể trước khi đi ngủ các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm trà quý mật ong thơm ngon nhé, giúp chúng ta thải độc hay giảm cân ạ, và lại còn ngủ ngon nhé. Các bạn chuẩn bị một ít bột quý. Bột quý thì các bạn có thể xay từ cái quý mảnh này ra cũng được nhé. Và nước ạ. Bây giờ các bạn sẽ cho mình một cái nồi nhé, lên bếp. Buổi tối lên là chúng ta chỉ cần uống một chút cốc trà quý khoảng độ 100 ml là được các bạn nhé. Không nên uống quá nhiều sẽ dẫn đến tình trạng chúng ta bị đi tiểu nhiều thì dẫn đến lại càng mất ngủ nhé. Các bạn chuẩn bị cho mình 100 ml nước ạ. Mình sẽ cho vào đây bột quý 100 ml nước, các bạn chỉ cần một thìa cà phê bột quý như thế này là đủ nhé. Mình sẽ đun sôi cái bột quý này lên. Đây các bạn, mình chỉ cần đun sôi từ 3 đến 5 phút các bạn nhé, để cho cái phần bột quý này nó ra nước nhé. Khi sôi rồi các bạn sẽ nhỏ lửa đi cho mình. Các bạn sẽ hẵm cho mình khoảng 10 phút nhé, để cho nó nguội bớt phần nước, sau đó mình sẽ lấy ra để uống ạ. Sau khi mình để 10 phút rồi các bạn nhé, nó còn ấm thôi, bây giờ mình sẽ lấy ra. Mình để im ấy, cái phần bột quý đó, cái cặn nó sẽ đọng ở dưới thì các bạn có thể là để im và mình chắt lấy cái phần nước quý ra nhé. Khỏi phải lọc các bạn ạ.
Mình đã có được cốc nước trà quý các bạn nhé, rất là ngon như thế này. Và cái nước trà quý này thì các bạn có thể dùng với và đây một thìa cà phê mật ong nhé. Nhớ là các bạn nên chọn mật ong chuẩn nguyên chất thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều ạ. Quấy đều lên là chúng ta có thể thưởng thức. Các bạn có thể uống trước khi đi ngủ khoảng độ 30 phút đến 1 giờ nhé, để cho chúng ta có thể ngủ ngon hơn. Và tuyệt đối là không nên uống quá nhiều, chỉ cần 100 ml nước là đủ nhé. Và mình mời các bạn thưởng thức với mình ạ. Trà quế này rất là thơm các bạn ạ. Thơm tuyệt vời luôn. Cái mùi thơm của trà quế ấy, nằm trong nước uống của chúng ta nó có độ thơm ngon nhé. Như vậy là mình có một loại nước trà uống vào buổi tối để giúp cho chúng ta ngủ ngon hơn ạ. Các bạn thích hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để xem những video mới nhất của mình ẩm thực miền quê ạ. Chúc các bạn ngày càng khỏe mạnh để chúng ta có thể làm được nhiều việc nhé. Và muốn ngủ ngon thì các bạn nên dành ra từ 30 phút đến 1 giờ để thể dục thể thao nhé. Như là tùy theo lứa tuổi chúng ta có thể đi bộ nhẹ nhàng, chạy, bơi nội hay cầu lông hay bóng chuyền tùy theo, hay tập các bài tập yoga hay là Jupiter vân vân các bạn ạ, để cho cơ thể khỏe mạnh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ạ.